Các cái trận đánh của B-52 của đối với chúng tôi là gần như là nối tiếp nhau. Một cái đợt B-52 vào, nó thường là từ vào mỗi đợt tập kích là từ 30-45 chiếc. Thì cho nên là các cái trận đánh đánh trận này xong, rơi hay không rơi lại phải chuẩn bị đánh tiếp trận 2. Gan dạ và kiên cường. Trong suốt 12 ngày đêm của chiến dịch Điện Biên Phủ trên không lịch sử, các chiến sĩ thuộc binh chủng tên lửa đã lập được những chiến công vang dội. Bắn rơi 36 trên tổng số 81 máy bay các loại, trong đó có tổng cộng 29 trên tổng số 34 máy bay là B-52. Tiểu đoàn 57 thuộc Trung đoàn 261, Sư đoàn 361, với sĩ quan điều khiển tên lửa Nguyễn Đình Kiên đã bắn rơi 4 chiếc B-52, trong đó có 2 chiếc rơi tại chỗ. Với khát khao cháy bỏng muốn vít cổ giặc trời, ông Kiên và các đồng đội đã lập kỳ tích sau khi tham gia 6 trận đánh trước đó, tiêu thụ 11 quả đạn mà vẫn chưa diệt được chiếc B-52 nào. Liên tục 4 lần lập công bằng sự tỉnh táo và ý chí thép, nhưng ông Nguyễn Đình Kiên và các đồng đội thậm chí còn không có đủ thời gian để ăn mừng thành tích, bởi những đợt oanh kích dồn dập của kẻ thù buộc kíp tên lửa phải tập trung cao độ vào nhiệm vụ và không được phép rời vị trí chiến đấu. Thời gian di chuyển giữa các trận đánh đó chỉ trong vòng 3-5 phút. Cho nên đánh xong rơi, biết mục tiêu rơi là phải đăng ký, phải xác định là rơi ở điểm nào, rồi thì đăng ký phần tử báo cáo lên trên. Và lập tức sĩ quan điều khiển lại phải chuẩn bị, và kíp chiến đấu lại phải chuẩn bị đánh tiếp tục sau. Ví dụ đánh F4 đánh xong cái là nó hết, không phải đánh tiếp trận sau. Thì lúc đó còn thể hiện được cái tình cảm của mình, hò hét rồi thế này khác. Nhưng mà đây đánh xong là phải chuẩn bị đánh tiếp trận theo. Cho nên thực ra cảm giác lúc đó của chúng tôi là phấn khởi, biết là mình đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà phải để trong lòng, để tập trung nhiệm vụ cho đánh những trận tiếp theo. 12 ngày đêm đó là đỉnh cao của sự vất vả, gian khổ. Nó ác liệt ở cái chỗ là cường độ chiến đấu rất cao. Một ngày, một đêm có lúc chúng tôi báo động đến gần 30 lần. Đấy. Vì vừa đánh, vì một đêm là 3 lần B-52 vào hoạt động này, là 3 đợt này. Khoảng từ 7 đến 8 giờ, rồi thì 11 đến 12 giờ, rồi 4 đến 5 giờ, 6 giờ. Đấy là 3 đợt hoạt động của B-52. Xen kẽ giữa 2 đợt hoạt động của B-52 đó là máy bay F-111. Có khi đến mà F-111 nó bay rất thấp, phát hiện radar phát hiện rất khó. Cho nên mỗi khi phát hiện được cái thì lại báo động lên, có khi là không chiến, mặc dù là bộ đội tên lửa không đánh nhưng vẫn phải mở máy kiểm tra. Còn ban ngày thì 4-5 đợt hoạt động của không quân chiến thuật để nó chế áp các trận địa, rồi đánh bổ sung các mục tiêu, rồi thì là đánh các hệ thống sân bay và các cái hệ thống kho tàng đường vận tải chiến lược của ta. Cho nên là cái cường độ tác chiến có thể nói đấy là rất cao. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái thời tiết năm đó là một trong những năm mà rét. Tháng 12 năm nay chưa là gì cả, rét xuống đến 5-7 độ. Mà chúng tôi thì lúc đấy là bộ đội phòng không, đội tên lửa thì toàn nằm ở ngoài nhà bạn, thì nằm trong nhà như nằm tiết trời. Cho nên là đa số là chúng tôi cứ mặc nguyên cả quần áo, mang cả giày lên nằm ngủ. Và để khi mà bất động gây là chạy nhanh nhất lên máy để thực hành nhiệm vụ chiến đấu. Đó là cái giai đoạn chiến đấu mà đáng nhớ và cũng đáng có thể nói là không thể quên nào được.